Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Bảy ngày 12 tháng 2 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin Phạm Đoan Trang nhận giải thưởng của Anh và Canada dù bị Việt Nam cầm tù. Canada và Anh trao giải thưởng tự do truyền thông của hai nước cho nhà báo Việt Nam hiện đang bị tù, đó là bà Phạm Đoan Trang. Vào hôm 10 tháng 2, trong hội thảo tự do truyền thông toàn cầu tại thủ đô Tallinn, Estonia, ban tổ chức đã thông báo giải thưởng Anh-Canada về tự do truyền thông vào năm 2022 được trao cho Phạm Đoan Trang, nhà báo người Việt Nam. Đây là hình ảnh nhà báo Phạm Đoan Trang bị chính quyền Việt Nam truy đuổi gắt gao trước khi bị bắt vào hôm 14 tháng 12 năm 2021. Phạm Đoan Trang đã bị kết án 9 năm tù với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước. Thông báo được Bộ trưởng Canada Melanie và Quốc vụ Khanh Anh Lord Armand, người cũng là đại diện cho Thủ tướng Anh, nêu ra tại hội nghị tự do báo chí ở Tallinn, Estonia vào chiều ngày 10 tháng 2 năm 2022, theo tin trên trang của Bộ Ngoại giao Anh. Đích thân Bộ trưởng phụ trách Nam Á và khối thịnh vượng chung của Anh cùng đặc phái viên của Thủ tướng Anh xướng tên bà Phạm Đoan Trang như sau. Nền dân chủ đang bị tấn công trên khắp nơi trên thế giới và những nhà báo soi dọi vào những góc tối đó đang phải trả giá đắt. Sự thật luôn đáng để theo đuổi và đó là lý do tại sao Vương quốc Anh và Canada thành lập giải thưởng tự do truyền thông. Giải thưởng này ghi nhận công lao các nhà báo, cá nhân và tổ chức làm việc không mệt mỏi để thúc đẩy và bảo vệ quyền tự do truyền thông. Tôi vui mừng thông báo rằng người chiến thắng giải thưởng tự do truyền thông năm nay là Phạm Đoan Trang. Tôi cũng xin chúc bà Phạm Đoan Trang với tư cách là một nhà báo độc lập và nhà bảo vệ nhân quyền dũng cảm của Việt Nam từng đoạt nhiều giải thưởng. Trang tin của Bộ Ngoại giao Anh viết tiếp, bà Trang được biết đến với những cuốn sách về dân chủ và những bài viết về xã hội dân sự và những người bất đồng chính kiến ở Việt Nam. Là một người ủng hộ quyền con người và pháp quyền, bà Trang đã viết về các vấn đề môi trường quan trọng. Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới cũng đã trao giải tự do báo chí cho bà Phạm Đoan Trang vào năm 2019 để ghi nhận công lao này. Đây là hình ảnh hàng loạt các tác phẩm của nhà xuất bản tự do đã đưa ra để phổ biến về tự do, dân chủ và nhân quyền. Vào tháng 12 năm 2021, bà Trang bị kết án 9 năm tù về tội tuyên truyền chống phá nhà nước. Bà ấy đã phải chịu cảnh tù đầy 434 ngày trước khi bị kết án. Melanie Joly, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Canada phát biểu tiếp như sau. Các nhà báo đóng góp một vai trò thiết yếu trong bất kể nền dân chủ nào bằng cách soi dọi vào các vấn đề quan trọng của thời đại chúng ta. Thay mặt cho tất cả người dân Canada, tôi xin trân trọng cảm ơn sự can đảm và quyết tâm của bà Trang trong việc khiến những người cầm quyền phải có trách nhiệm giải trình. Canada sẽ tiếp tục đấu tranh cho tự do truyền thông trên toàn thế giới. Trả lời phỏng vấn của Đài Á Châu Tự Do, ông Trịnh Hữu Long, tổng biên tập Luật Khoa Tạp chí và là đại diện của nhà báo Phạm Đoan Trang, nói về ý nghĩa của giải thưởng này như sau. Tôi tin rằng cái giải thưởng này sẽ có tác động rất có ý nghĩa, là vậy tại vì đây là giải thưởng của hai chính phủ, hai nước lớn trao cho một nhà báo Việt Nam đang bị cầm tù. Nó rất là khác so với những giải thưởng của các tổ chức xã hội dân sự, của các tổ chức quốc tế. Các tổ chức quốc tế thì vẫn bị chính phủ Việt Nam liệt vào hàng là những tổ chức phản động quốc tế, những tổ chức kém thân thiện với Việt Nam. Thế nhưng, ở đây là hai chính phủ đã làm việc với Việt Nam, đã có quan hệ ngoại giao chính thức với Việt Nam, tài trợ cho Việt Nam rất là nhiều. Đây là hình ảnh bà Phạm Đoan Trang bị an ninh Việt Nam chặn đánh đến gãy chân, đến khi cô bị bắt vào tù thì vết thương vẫn chưa lành. Tờ báo Công an Nhân dân, Quân đội Nhân dân không mấy khi có những bài chỉ trích những nước này, thì tôi cho rằng cái sự thừa nhận của một chính phủ có giá trị rất mạnh đối với chính phủ Việt Nam. Không chỉ có ảnh hưởng đến chính phủ Việt Nam, ông Long còn cho rằng việc hai nước lớn trao giải cho nhà báo Phạm Đoan Trang còn có tác động đến người dân. Ông nói thêm như sau. Tôi tin rằng nó là còn có tác dụng sức mạnh với người dân Việt Nam nhiều hơn nữa. Đó là tại vì rất nhiều người Việt Nam vẫn bán tín, bán nghi, vẫn có một cái sự ngờ vực nhất định rằng những việc lạc của nhà báo Phạm Đoan Trang là có đúng đắn hay không. Thế thì thông qua cái giải thưởng thừa nhận của hai nước, hai nền dân chủ rất là tiến bộ, hai nước có điều kiện kinh tế rất là mạnh mẽ trên thế giới là Anh và Canada.
thì sự thừa nhận đó tôi tin rằng nó sẽ giúp cho rất nhiều người Việt Nam hiện nay còn đang lưỡng lự, xác quyết về góc nhìn của mình đối với những việc làm của nhà báo Phạm Đoan Trang nhiều hơn. Trước đó vào ngày 19 tháng 1 năm 2022 tại Geneva, Thụy Sĩ, Ban tổ chức giải thưởng nhân quyền Martin Ennis cũng xướng tên bà Phạm Đoan Trang là một trong ba khôi nguyên của giải Martin Ennis vào năm 2022, hay còn gọi là giải Nobel nhân quyền. Đây là hình ảnh Phạm Đoan Trang với bản báo cáo Đồng Tâm song ngữ lên án tội ác của nhà cầm quyền đối với người dân ở Đồng Tâm. Ban tổ chức mô tả bà Trang là một nhà báo, biên tập viên và làm nhà hoạt động dân chủ hàng đầu ở Việt Nam, nơi mà Đảng Cộng sản hầu như không trường thông gian nào cho các tiếng nói đối lập phát triển. Cô đã điều hành nhiều cơ quan truyền thông độc lập để nâng cao nhận thức của người dân Việt Nam về những quyền cơ bản của mình và truyền cảm hứng cho nhiều nhà báo và nhà hoạt động khác lên tiếng. Cô cũng là một trong những nhà hoạt động bị chính quyền truy đuổi gắt gao nhất tại Việt Nam. Vào tháng 10 năm 2020, cô bị bắt. Ngày 14 tháng 12 năm 2021, Phạm Đoan Trang bị kết án 9 năm tù vì tuyên truyền chống nhà nước. Ngày càng có nhiều tiếng nói quan ngại về tình trạng sức khỏe của cô. Ban tổ chức nói giải của họ được trao cho những người bảo vệ nhân quyền cần được bảo vệ khẩn cấp, ví dụ người đang ở trong tù hoặc bị đe dọa bỏ tù. Ban tổ chức nói tầm quan trọng của giải thưởng này không chỉ là tài chính mà nó có thể góp phần bảo vệ họ thông qua sự ủng hộ của các nhân vật nổi tiếng trên thế giới. Bà Trang từng được nhận giải thưởng Homo Homini 2018 từ tổ chức nhân quyền Purple có trụ sở tại Séc. Nhà báo Phạm Đoan Trang năm nay 43 tuổi, sống tại phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội, từng tốt nghiệp trường ở Hà Nội Amsterdam và Đại học Ngoại thương Hà Nội và làm phóng viên báo điện tử Việt Nam Express, nhân viên công ty quảng cáo Haki, công ty truyền hình kỹ thuật số VTC, cộng tác viên báo Việt Nam Net và phóng viên báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh. Đây là hình ảnh hàng loạt nhà báo và nhà hoạt động xã hội đã bị nhà cầm quyền Cộng sản bắt giữ trong thời gian gần đây. Sau một thời gian viết báo, bà Trang dần trở thành blogger bất đồng chính kiến nổi tiếng. Bà viết nhiều sách gây tiếng vang như Chính trị bình dân, Cẩm nang nuôi tù, Phản kháng phi bạo lực. Bà Trang cũng là người đồng sáng lập blogger Luật Khoa Tạp chí, nơi cung cấp thông tin về các vấn đề pháp lý để giúp người dân Việt Nam bảo vệ quyền của mình. Blogger Phạm Đoan Trang được là thành viên danh dự của PEN tại Cộng hòa Liên bang Đức. Bà bị bắt vào ngày 6 tháng 10 năm 2020 tại nhà riêng ở thành phố Hồ Chí Minh với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước. Tối ngày 14 tháng 12 năm 2021, sau một ngày xét xử và nghị án, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt bà Phạm Đoan Trang, 43 tuổi, tới 9 năm tù về tội tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, quy định tại Điều 88 Bộ Luật Hình sự năm 1999. Sau phiên tòa, ông Philip Robertson, Phó Giám đốc Tổ chức Châu Á, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Thế giới, ra thông cáo như sau. Thật phẫn nộ khi Phạm Đoan Trang bị kết án 9 năm tù chỉ vì bày tỏ quan điểm và bảo vệ niềm tin của mình. Việc bỏ tù một nhà cải cách tận tụy với mục đích là thúc đẩy nhân quyền, quản trị tốt và công lý là một bản cáo trạng nhức nhối. Trước đó, vào năm 2019, khi Phạm Đoan Trang nhận giải thưởng của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới, Báo Công an Nhân dân tại Việt Nam đã viết như sau. Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới lại dở chiêu trò trao giải tự do báo chí hạng mục ảnh hưởng cho Phạm Đoan Trang, đối tượng từng có nhiều hành động lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền, vu cáo, xuyên tạc tình hình Việt Nam. Và chính vì những lý do này mà Phạm Đoan Trang đã sau đó đã bị bắt và bị kết án rất nhiều năm tù chỉ vì nói lên tiếng nói tự do của mình. Kính mời các bạn xem bản tin Con trai cố Tổng Bí thư Lê Duẩn, chúng ta cùng hỏi nhân dân. Một bài viết của ông Lê Kiên Thành, con trai của cố Tổng Bí thư Lê Duẩn về thực trạng tham nhũng hiện nay. Tuy nhiên, bài viết đã bị báo chính thống từ chối đăng tải. Nội dung chính của bài viết được đưa lên trang Facebook của tác giả Trần Việt Trung, có bài bình luận đưa lên đài FA. Trước thực trạng hiện nay của đất nước, khi một cá nhân tham nhũng có thể trừng trị cá nhân đó. Nhưng khi tham nhũng mang tính hệ thống, chúng ta phải làm gì với hệ thống chính trị của mình? Nếu bạn hỏi tôi, thế thì phải làm gì đây? Tôi quá nhỏ bé và sẽ không trả lời được. Nhưng nếu chúng ta cùng hỏi nhân dân, thế thì phải làm gì đây?
tôi tin sẽ nghe thấy những câu trả lời thấu đáo, rõ ràng và vang dội cả non sông. Thể chế hiện nay như miếng thịt ôi, lời hiệu triệu hướng về nhân dân trong bài viết của ông Lê Kiên Thành, con trai của cố Tổng Bí thư Lê Duẩn, đánh giá thực trạng đấu tranh chống tham nhũng thật là đanh thép, có sức lay động và khuấy động. Đây là hình ảnh ông Lê Kiên Thành, con trai của cố Tổng Bí thư Lê Duẩn. Chớ trêu thay vì cái kết luận dành cho muôn dân đang lầm than trong đại dịch, do những sai lầm chết người của chính quyền, một nhà nước vẫn tự vỗ ngực là của dân, do dân và vì dân, lại không dám cho bất cứ tờ báo lề phải nào đăng tải bài viết này. Vì vậy, bài viết không có nhan đề hiện đang nằm trên bàn của ông Tổng biên tập. Sau đây là trích đoạn của cuộc phỏng vấn từ tờ báo Mậu Dịch ấy của nữ nhà báo hay đề cập đến các vấn đề nhạy cảm về chính trị chứ không phải về những vấn đề khác. Thật ra, bài viết không được đăng báo nói trên cũng chẳng có gì là đặc sắc. Nếu ban văn hóa tư tưởng ban đầu khôn ra cứ cho đăng lên đâu đó ở một tờ báo Mậu Dịch nào đó, thì khi có khi chẳng mấy ai để ý. Nhưng vì nền báo chí cách mạng ngay từ đầu đã rút phép thông công đối với nó, lập tức bài báo trở thành một hiện tượng. Trở thành hiện tượng không phải vì chất lượng bài viết mà chủ yếu là do cái hành xử muôn thuở của nền dân chủ gấp vạn lần dân chủ của báo chí đế quốc Sài Lan. Nghĩa là chỉ cần người cầm bút loạn quạng đến gần sự thật thì lập tức bị đuổi chạy mất dép. Kể cả người đó là con trai của cựu Tổng Bí thư đầy quyền hành, con nòi nhà cách mạng. Đây là hình ảnh của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Lê Duẩn, trong lễ mừng chiến thắng ngày 15 tháng 5 năm 1975. Tuy nhiên, tiếng vọng của muôn dân thì rất đa dạng. Facebook của Dương Phạm Triều thì viết: quan tâm đến Đảng làm gì để kéo dài sự trì trệ của dân tộc? Độc Đảng, độc tài chỉ bảo vệ quyền lợi của thiểu số trên cơ sở chèn ép đa số. Quan tâm đến sự tồn tại và phát triển bền vững của dân tộc, trong đó có mọi người dân từ thế hệ này qua thế hệ khác, mới là điều đáng bàn. Bạn Khắc Bình thì công nhận, vẫn có những đảng viên đau đáu với hiện trạng đất nước. Sự nhận thức của họ sẽ giúp quá trình dân chủ hóa ngay từ trong đảng có thể tiến triển. Đó là con đường ít đổ máu nhất. Trong khi đó, theo Facebook Yên Phạm thì xin góp ý thẳng với Bắc Trọng rằng đốt lò là độc đảng, độc tài mà chống tham nhũng như bác thì chỉ là trò hề mà thôi. Bản thân thịt thối tự nó sinh ra giỏi bọ, gột rửa bao nhiêu vẫn là miếng thịt thối, không thể trở thành thịt tươi cho được. Nếu chỉ bắt là hàng trăm giỏi bọ cũng không giải quyết được bản chất của vấn đề. Thì đấy, các vụ đại án tham nhũng trước Tết chưa điều tra xong thì ngay sau Tết lại một vụ thổi giá thiết bị y tế tại Bệnh viện Thanh Nhàn, thổi giá một chiếc robot mổ sọ não lên gấp 4 lần. Đúng là giọt nước làm tràn cốc nước, Thanh tra Chính phủ đã chuyển hồ sơ đến Bộ Công an đề nghị điều tra 7 vụ án mua sắm trang thiết bị y tế có dấu hiệu sai phạm hình sự tại Bộ Y tế và các đơn vị, trong đó có vụ thổi giá thiết bị robot phẫu thuật nói trên. Đây là hình ảnh những con robot phẫu thuật sọ não ở Bệnh viện Thanh Nhàn có dấu hiệu bị đội giá gấp 3-4 lần. Tức là cũng như ở Bạch Mai, mỗi ca sọ não bệnh nhân bị chém chênh lệch hơn 16,5 triệu đồng. Đánh giá về thực trạng tham nhũng của quốc gia, Facebook Đại Hành Lê thì viết: tham nhũng bây giờ mang tính tập thể, có tổ chức, có cả lý luận, đậm nét văn hóa như một lý tưởng, một lẽ sống tới mức đúng quy trình. Nếu bắt không cho tham nhũng, không muốn tham nhũng hoặc không được tham nhũng, ít nhiều thì chắc chắn hơn một nửa cán bộ đảng viên, nếu không nói là hầu hết, sẽ không làm cán bộ nữa. Nên đánh chuột, đừng để vỡ bình nhé, ông nói. Cuối bài viết, ông Lê Kiến Thành nêu câu hỏi: vấn đề là ở chỗ lo càng to, củi càng nhiều thì có làm cho cây cối xanh tươi trở lại hay không? Hay đến mức làm mà cả củi tươi cũng phải cháy? Chúng ta sẽ đi gom củi, sẽ đợi những cành cây tươi sẽ rất nhanh thôi, lại khô héo rồi rơi xuống thành củi. Hay chúng ta đi tìm, trồng và chăm bón những loài cây tràn đầy nhựa sống sẽ vươn lên mãi mãi như tùng, như bách. Chẳng gió bão nào quật ngã nổi. Tống cựu Minh Tân kiểu gì đây? Nhân năm mới, ai cũng muốn tiễn cái cũ đi để rước cái mới về.
cũng từ một người con trai khác của cố Tổng Bí thư Lê Duẩn cách đây mấy năm, Thiếu tướng Lê Kiên Trung, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh Bộ Công an từng phàn nàn, lịch sử đã không công bằng với bố ông. Theo lời kể của ông Lê Kiên Trung, chúng ta không thể không thừa nhận trong Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn luôn tồn tại những sự khác biệt về tư tưởng. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại họp báo kết thúc Đại hội lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam ở Hà Nội hôm 1 tháng 2 năm 2021. Ví dụ như quan điểm cải cách ruộng đất, quan điểm và chiến tranh cách mạng miền Nam, quan điểm về thống nhất đất nước, quan điểm về việc áp dụng mô hình kinh tế bao cấp hay thị trường, quan điểm về đường lối ngoại giao, vân vân. Và ngay thời kỳ chiến tranh, có những người trong chúng ta sợ Mỹ, có những người thân với Liên Xô, có những người thì lại thân với Trung Quốc. Thế nên có nhiều chuyện, Bộ Chính trị vừa họp xong, nước này nước kia đã tìm cách can thiệp. Chưa hết, khẳng định của ông Lê Kiên Trung không vì Trung Quốc ghét ông Lê Duẩn mà họ gây ra cuộc chiến tranh biên giới đẫm máu ngày 17 tháng 2 năm 1979. Cũng không vì ông Lê Duẩn mà họ đã cướp Hoàng Sa, đang lăm le chiếm Trường Sa và chiếm toàn bộ Biển Đông. Trung Quốc hành động như thế chỉ vì một lý do duy nhất, đó là ý đồ xâm lược của họ không bao giờ thay đổi. Ông Lê Duẩn mang trong mình bản năng của người Việt suốt chiều dài lịch sử, không cần biết họ mạnh thế nào, nhưng anh cứ xâm phạm biên giới chúng tôi là chúng tôi đánh. Còn nói về sự cứng rắn với Trung Quốc, ông Lê Duẩn không dám so mình với cụ Lý Thường Kiệt. Bậc tiền nhân ấy đã chủ động đánh phương Bắc ngay khi họ lộ ý đồ sang xâm chiếm Việt Nam. Đây là hình ảnh chiến tranh biên giới Việt Trung vào năm 1979 dưới thời cố Tổng Bí thư Lê Duẩn. Trừ những kẻ bán nước, còn thì đó là người Việt Nam, nếu thực sự yêu dân tộc này, nếu thực sự yêu đất nước này, sẽ điều hành đều hành động như thế, bất kể kẻ thù có mạnh và dã tâm đến đâu. Ông Lê Duẩn, theo như con trai ông Lê Kiên Trung nhớ lại, như bao người Việt yêu nước, bằng cả trái tim mình đã luôn hiểu rằng Trung Quốc là mối đe dọa chuyển kiếp, là dân tộc mà trong bất cứ hoàn cảnh lịch sử nào, bất kỳ triều đại nào, chế độ nào cũng không từ bỏ ý đồ xâm chiếm Việt Nam. Lịch sử xâm lược của họ là lịch sử mở rộng lãnh thổ về phía Nam. Một kịch lý gai mắt hiện nay đã diễn ra. Lãnh tụ cỡ như ông Tổng Bí thư Lê Duẩn mà vẫn không để lại một cuốn hồi ký nào, trong khi đó Đảng Cộng sản Việt Nam gần đây đã cho xuất bản những cuốn sách đồ sộ ca ngợi ông Nguyễn Phú Trọng. Cuốn sách dày tới 620 trang, có tựa đề Niềm tin yêu của nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế dành cho ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đã được tờ báo Nhân dân, là cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Việt Nam, phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật cho ra mắt trong một buổi lễ long trọng hôm 18 tháng 1 năm 2022 tại Hà Nội. Nhưng vẫn chưa hết, Hội đồng Lý luận Trung ương của Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia và Sự thật lại sắp sửa cho ra mắt trong tháng 2 này cuốn Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, cũng dày tới 460 trang do chính ông Nguyễn Phú Trọng viết. Chúng ta hãy cùng hỏi nhân dân, nếu giờ đây Tống Cựu nghênh tân kiểu này thì liệu chỉ dăm hay 10 năm sau, con trai ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có lại ngồi thanh minh cho cái tệ sủng bái cá nhân của ông bố mình là do đâu hay không? Điều này do ông Nguyễn Phú Trọng tự nghĩ ra hay là do Đảng Cộng sản Việt Nam học tập Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tập Cận Bình từ bên Trung Quốc đem về?